Chuyên gia chia sẻ mẹo hay để tránh táo bón khi đi du lịch. Thưa các bạn, đi du lịch có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn. Tình trạng táo bón khi đi du lịch khá phổ biến. Một nghiên cứu tính rằng táo bón ảnh hưởng đến khoảng 40% khách du lịch quốc tế theo thời báo Washington Post. Vậy, tại sao mọi người thường bị táo bón trong khi đi du lịch? Táo bón khi đi du lịch có xu hướng phát sinh do gián đoạn thói quen bình thường của đường ruột. Chuyên gia y học cổ truyền của Ấn Độ, tiến sĩ Disha Prasad cho biết, mọi người thường bực bội với chứng táo bón khi đi du lịch do không vận động đủ, thay đổi thời gian và địa điểm, thức ăn, nước uống và ngủ. Chuyên gia về nhu động ruột Satish Rao, giáo sư y khoa tại trường Đại học E. Georgia, Đại học Augusta của Mỹ nói, ruột có nhịp điệu và đồng hồ nội tại. Khi đi du lịch, đại tràng của bạn không thể hoạt động bình thường bởi vì chiếc đồng hồ đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ngồi trên xe hay máy bay trong nhiều giờ, bạn gần như bất động hoàn toàn. Điều này không có lợi cho đại tràng. Hầu hết mọi người cần một nơi an toàn, sạch sẽ riêng tư để cảm thấy thoải mái khi đi đại tiện. Nhưng khi đi du lịch, điều này khó có thể như ý, có thể dẫn đến táo bón. Tuy nhiên, một số yếu tố nằm trong kiểm soát và bạn có thể khắc phục được. Thỉnh thoảng nhâm nhi nước, ăn nhẹ và thực hiện một số bài tập có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề này. Sau đây là một số mẹo quan trọng từ tiến sĩ Prasad Rao, bạn có thể tham khảo để chú ý khi đi du lịch nhé. Thứ nhất, chú ý ăn đủ chất xơ. Khi đi du lịch, mọi người thường ăn ít chất xơ. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón. Hãy thử ăn nhiều trái cây và rau hoặc bổ sung chất xơ hàng ngày để giữ cho mọi thứ vận động. Chọn các loại trái cây nhuận trường như chuối, đu đủ và các loại trái cây địa phương. Hai, nhớ uống đủ nước. Tình trạng mất nước có thể làm khô phân, vì vậy nên mang theo bên mình một chai nước và thỉnh thoảng uống một ngụm. Nhấm nháp một ly nước ấm đầu tiên vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ cũng giúp đại tiện dễ dàng hàng ngày. Và uống cà phê, bạn sẽ ngạc nhiên. Một mẹo độc đáo thú vị là uống cà phê. Cà phê có chứa caffeine cũng làm tăng các cơn co thắt trong đại tràng. Vì vậy, tách cà phê buổi sáng sẽ rất hữu ích cho bạn, theo The Washington Post. Thứ tư, cố gắng tuân thủ lịch trình hàng ngày. Tuân thủ các thói quen càng nhiều càng tốt, tiến sĩ Rao nói. Hãy mang theo một ít thuốc bổ sung nếu bạn có bệnh táo bón. Năm, vận động nhiều nhất có thể. Tập thể dục buổi sáng ít nhất 30 phút sẽ hữu ích. Nếu có thể, hãy đi bộ 5.000 bước mỗi ngày, tiến sĩ Prasad khuyên. 6. Lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Ăn sáng nhẹ, hạn chế tinh bột vào buổi sáng. Ăn vừa phải hoặc nhiều vào buổi trưa. Nếu được, nên ăn trưa với bơ sữa. Ăn tối nhẹ và sớm. Cơm, cháo hoặc các món súp là tốt nhất cho buổi tối. Uống một muỗng canh bơ sữa với nước ấm vào buổi sáng hoặc buổi tối. Hiệu quả tuyệt vời, theo Hiddleston Times.